Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần màn hình của điện thoại Sony Z3 Vision bị rơi vỡ. Nhìn rất là tồi tệ thế này. Hiện tại di động có cấp chấm đen đang đơn vị cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng của Sony Z3 Vision hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có mọi loại màn hình cảm ứng của Sony nói chung và màn hình cảm ứng của Sony Z3 Vision nói riêng thay mới vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng trên điện thoại Sony Z3 Vision. Vì các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể với các bạn về các lỗi liên quan đến phần màn hình cảm ứng trên điện thoại Sony Z3 Vision mà quý vị các bạn đang gặp phải, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, quý vị các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.